Kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Bảo tàng Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, trong những ngày tháng 9 lịch sử, mỗi người con đất Việt không khỏi bồi hồi nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc, về ngày độc lập và giá trị của hòa bình. Chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc Khánh của nước Việt Nam, ngày 2 tháng 9. Kính mời quý vị cùng ôn lại kỷ niệm không thể nào quên của dân tộc ta 77 năm về trước, qua câu chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập. Câu chuyện như sau. Ngày 26 tháng 8 năm 1945, đó là một buổi chiều chủ nhật, Hà Nội mới giành chính quyền được trọn một tuần, vẫn còn hừng hực khí thế cách mạng tháng 8. Khắp các đường phố vẫn đang tràn ngập niềm hân hoan với cờ đỏ sao vàng, với biểu ngữ và những cuộc họp sôi nổi. Ít ai để ý đến một chiếc xe ô tô cũ chạy không nhanh từ dốc Hàng Than qua phố Chả Cá đến trước số nhà 35 Hàng Cân, nhưng không dừng lại mà rẽ thẳng vào phía trong. Một cụ già mảnh khảnh xuống xe và nhanh nhẹn đi theo người đứng đón sẵn vào nhà rồi lên gác. Cụ già chính là Bác Hồ vừa từ chiến khu về Hà Nội. Thường vụ Trung ương bố trí Bác đến ngôi nhà này, nhà của ông Trịnh Văn Bô, một thương gia lớn. Giữa 36 phố phường đông đúc, ngôi nhà cao 3 tầng, cửa phụ phía sau là Hàng Cân, cửa chính phía trước là Hàng Ngang, mang số 48. Có cửa sắt, chắc chắn, rất thuận lợi cho công tác bảo vệ. Ngày 27 tháng 8 năm 1945, Thường vụ Trung ương họp. Sau đó, Hội đồng Chính phủ họp, bàn nhiều công việc quan trọng. Trong đó có việc tổ chức lễ tuyên bố độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Chủ tịch Hồ Chí Minh phụ trách thảo bản tuyên ngôn độc lập. Từ ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh tập trung vào việc soạn thảo tuyên ngôn độc lập. Trên gác 2, nhà 48 Hàng Ngang, trong một căn phòng rộng mà chủ nhà làm phòng ăn, ở giữa kê một cái bàn dài to. Quanh bàn có 8 ghế tựa mềm là nơi Bác Hồ thường làm việc với các đồng chí trong Thường vụ Trung ương Đảng. Cuối phòng, sát tường phía sau, kê một chiếc bàn tròn, Bác cùng các đồng chí giúp việc thường ăn sáng. Bác hay ngồi suy nghĩ và đánh máy bên chiếc bàn con kê sát tường góc phía trong. Mặt bàn hình vuông, bọc da xanh, màu lá mạ, vừa đủ để tập giấy bút và chiếc máy chữ nhỏ mang từ chiến khu về. Bác trầm ngâm suy nghĩ phác thảo tuyên ngôn độc lập. Chiều ngày 31 tháng 8 năm 1945, mọi việc chuẩn bị cho ngày lễ độc lập đều rất khẩn trương và gấp rút vì ngày 2 tháng 9 đã cận kề. Bản tuyên ngôn độc lập cũng đã được Bác dự thảo xong. Tiếp đó, Bác xem sơ đồ địa điểm tổ chức meeting và nhắc ban tổ chức chú ý cả nơi vệ sinh cho đồng bào. Bác còn dặn nếu trời mưa thì kết thúc sớm hơn, tránh cho đồng bào bị ướt, nhất là đối với các cụ già và các cháu nhỏ. Chiều ngày 2 tháng 9 năm 1945, trên quảng trường Ba Đình, một quang cảnh vừa náo nhiệt vừa xúc động. Khi Bác Hồ xuất hiện trước máy phóng thanh thì cả quảng trường âm vang tiếng hô: Cụ Hồ Chí Minh muôn năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm. Và khi tiếng Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập vang lên thì cả biển người im phăng phắc nghe. Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Đọc được một đoạn, cụ Hồ bỗng dừng lại, đưa cặp mắt trìu mến nhìn toàn thể đồng bào, cất tiếng hỏi: Đồng bào có nghe rõ tiếng tôi không? Tiếng đáp lại liền ngay như sấm: Có. Người dân và chủ tịch nước bỗng trở nên gần gũi và vô cùng thân thiết. Càng về cuối bản tuyên ngôn độc lập, giọng Bác Hồ càng âm vang, cuốn hút tất cả mọi người. Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay. Một dân tộc đã gan góc đứng về phía phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay. Dân tộc đó phải được tự do,
dân tộc đó phải được độc lập. Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. Kính thưa quý vị, ngày 2 tháng 9 năm 1945 và bản tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào đã trở thành một mốc son chói lọi trên con đường dài đấu tranh dựng nước và giữ nước suốt mấy nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Sự kiện này đã mở ra thời đại Hồ Chí Minh lịch sử và hành trình nhân dân Việt Nam kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong bản tuyên ngôn độc lập về quyền con người, quyền dân tộc, khát vọng và tinh thần đấu tranh kiên cường để giữ vững nền độc lập, tự do vẫn trường tồn cùng lịch sử. Là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.